Pereira! Bàn thắng rất đẹp mắt của Matheus Pereira. Tỷ số là 2-0. Cú đá rất khó. Nếu như trong hiệp 1, cú sút căng của Diangana kết hợp với nắng chói khiến cho thủ môn của đội tuyển Anh không thể có được tình huống cản phá, thì ở pha bóng này, độ cuộn của trái bóng là rất cao và nó đi vào một góc không thể cản phá với Jordan Pickford. Bàn thắng rất đẹp của Matheus Pereira. Adama Traoré đã không thể vượt qua được số đông những cầu thủ West Brom phía trước mặt mình. Một không cho West Brom. Anh đã hoàn toàn đánh lừa được một Rui Patricio đầy kinh nghiệm. Pereira đã dứt điểm vào góc hoàn toàn ngược với hướng phán đoán của thủ thành Rui Patricio. Robinson. Penalty. Quả penalty thứ hai trong trận đấu. Pereira. Cú đúp của cầu thủ người Brazil. Vẫn là cách ăn mừng bịt tai quen thuộc. Không một lần nào thủ thành áo số 11 đoán đúng hướng dứt điểm của cầu thủ người Brazil. Sự tinh quái của những cầu thủ Nam Mỹ vẫn luôn là một thách thức lớn với các thủ môn. Dứt điểm khá căng và tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ West Brom. Pha xử lý tuyệt vời đến từ Matheus Pereira, rất bất ngờ. Pha bóng mà các cầu thủ phòng ngự bên phía West Ham đã trao cho Matheus Pereira quá nhiều những khoảng trống. Những vị trí đứng đến từ Conor Gallagher sẽ là một trong những yếu tố có thể khiến cho bàn thắng này không được công nhận. Các trọng tài hoàn toàn có thể nhận định rằng Conor Gallagher đã che mắt thủ thành Lucas Fabianski trong pha bóng này. Nhưng cần phải nói rằng cú sút của Matheus Pereira là quá xuất sắc để có thể bị ngăn chặn. Vẫn đang là đội chủ nhà. Cơ hội 2-1 cho West Brom. Và đó là Pereira. Một tình huống phối hợp tương đối đơn giản. Và cũng phải nói rằng pha dứt điểm của Pereira là rất chất lượng. Tân binh của West Brom đó là Diagne, vừa mới tới câu lạc bộ và bây giờ anh đã có đường kiến tạo. Matheus! Quá đẹp mắt! Một tình huống băng xuống và dứt điểm quá nhạy cảm của Matheus Pereira. Matheus Pereira di chuyển từ vị trí không hề việt vị. Và sau đó là một pha xử lý quá nhạy cảm. Một chút lưỡng lự của Edouard Mendy. Một chút rón rén của Kurt Zouma khi theo kèm cầu thủ tấn công bên phía West Brom. Và như thế là đủ để tạo ra khoảnh khắc mà hàng phòng ngự của Chelsea không thể làm gì trước tình huống dứt điểm rất ngọt ngào của Matheus Pereira. Một bàn thắng rất quan trọng với Big Sam cùng cao trò của mình. Lại sai lầm rồi. Pereira! Quá khéo léo, bàn thắng thứ hai đã đến với West Brom và nó cũng đến ở những phút bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên. Lại là pha chạm bóng cuối cùng của Jorginho. Và sau đó thì Matt Phillips đã che người khôn khéo trước khi Pereira có được một tình huống dứt điểm cũng đầy thông minh. Cực kỳ bị động, ba cầu thủ của Chelsea đã bị hút theo trái bóng. Và sau đó với một nhịp giật lại của Pereira thì mọi thứ đã vượt qua sự kiểm soát của họ. Và như thế là đủ để Big Sam và các học trò của mình có bàn thắng thứ hai ở trận đấu này.
cơ hội thoát xuống. Penalty. West Brom mở tỷ số. Cổ động viên của West Brom đang nín thở. Pereira 1-0 cho West Brom. Một phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ chủ nhà. Nhưng bây giờ thì cơ hội đã rõ ràng hơn trên chấm phạt đền. Và Pereira không bỏ lỡ cơ hội này. Thêm một quả penalty nữa. Lần này tới lượt West Brom có cơ hội. Rất rõ ràng. Pereira, cú đá tốt và tỷ số là 1-0. Cả hai đội đều thực hiện thành công quả 11m của mình. Martinez đã đổ người đúng hướng. Tuy nhiên anh vẫn bị đánh bại bởi Pereira. Matheus Pereira. Pereira. Vẫn là Pereira. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho West Brom. Khoảnh khắc mà Matheus Pereira đã cho thấy giá trị của mình. Đột phá với khoảng cách gần 40m và sau đó dứt điểm đánh bại Ben Leno. Cũng phải nói thêm rằng đây là pha bóng mà Robson Kanu đã di chuyển hay để kéo giãn được hàng phòng ngự của Arsenal. Cú đá của Matheus Pereira không quá mạnh nhưng nó cực kỳ hiểm học. Bóng đi lập bập. Rất nguy hiểm và tỷ số được bỏ cho thủ West Brom. Một bàn thắng được ghi từ chấm đá phạt góc của Pereira. Và anh đã có pha lập công thứ 11 của mình tại sân Đá Hoàng Anh mùa giải năm nay. Đúng là như vậy. Suchek là người đã nỗ lực để bật nhảy, cản phá nhưng vô tình anh lại khiến cho thủ thành Randolph không thể đấm trúng trái bóng ở trong pha bóng này. Niềm vui của huấn luyện viên Sarada với những cầu thủ và những cổ động viên của mình.